tượng hao dầu xe Chevrolet cấp điều 3 nha anh em. Chầm nhớt hao nhớt. Rồi bé lái đi. Ép cái bê ấy qua. Ép mạnh luôn, ép qua, ép qua luôn, ép qua luôn. Đây anh em thấy không? Thì là anh em. Đó. Ép mạnh để đi một chỗ mà biết ép đi. Đó. Lũng ống nha. Ống này ống bấm này mình thay nguyên luôn. Từng chịu mấy cái à. Từ cái bơm xuống thước luôn nha anh em. Tháo cái đi. Giao lết cấp thì và thì tượng hao dầu giật lái. Rồi tháo luôn ống luôn em ơi. Tắt máy luôn em ơi. Kéo đụng bô em nóng em kiếm đi che cái bô lại nào quy. Che cái bô lại khi đụng vô là không nóng bô. Bô nóng á ừ. Không có đụng là lột da luôn á. Đúng không? Đó, từ cái ống với cái bơm và lọc lái này xuống cái thước. Cái này mình thay luôn, thay mới luôn. Cắt tia vai nha anh em. Xe bình dầu chỉ được lái nha. Hết dầu luôn. À, đây, không dầu. Lũng nó một cái góc này nè, không rồi. Ép lá cái là xe giống như cái dục lũ kim vậy. Ống gầy nè, khó tháo nè. Ống trên dễ thôi. Này tháo này tháo cho cái chân máy này ra luôn mới được. Chân máy nè. Tháo chân máy đùi cho mới lấy được. Giờ thằng tháo ống dầu. Ừ hạ hoài luôn. Ai nguyên nhân xì giảm dầu thay cả nguyên ống này luôn nha, thay mới luôn xì lỗ lỗ kim. Ông dầu mới luôn nha anh em, ông mới luôn, đã về giờ bắt ra thôi. Rồi tay ông mới ngon lành thành đầu luôn. Này mà hết nhớt giật lái này là nó cháy bơm liền. Đi này nó vừa kịp thời hết, nên bơm còn không nghe hú luôn, còn ngon lành. Tay ông mới thôi.